Ê mà Tuấn Anh, nói nghe nè. Hình như Trúc Anh tính đăng ký đi du học á. Du học? Khoảng 6-7 năm gì á. 7 năm? Anh hai quen chị ha. Rồi ngày nào chị cũng qua đi chơi với em luôn á. Tôi nghe anh Dũng nói á, là cuối tuần này bà rảnh. Thì không biết là bà có muốn đi coi phim với tôi không? Ông coi kìa, cái mặt nó tươi rói như vậy, nó còn hỏi sao mẹ biết. Đến giờ hẹn Tuấn Anh rồi thì đi đi. Tôi nghĩ hay là bà đi học ở đâu, tôi bay qua đó với bà nha. Đúng, chúng ta phải hành động bất chấp khó khăn. Hảo, hảo, hảo. Trải qua những bão.